tại Atlanta thuộc tiểu bang Georgia, nước Hoa Kỳ. Trong trung tâm Georgia World Congress Center, Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm tổ chức chương trình Đại hội Toàn cầu lần thứ 59 từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7 năm 2010. Kính thưa quý vị, Chủ nhật ngày 27 tháng 6 năm 2010 thì Đại hội Toàn cầu Tổng hội đã thảo luận, biểu quyết và thông qua hai vấn đề chính. Thứ nhất là về nội quy của giáo hội về việc tiến cử, và thứ hai là cẩm nang của giáo hội của chúng ta. Về cái vấn đề thảo luận sôi nổi về nội quy của giáo hội đó, là vấn đề chính ấy, là thảo luận là nên Toàn cầu Tổng hội họp kỳ này có bầu những người phó, những cái department head là giống như là phó những cái trưởng ban. Thí dụ nếu mà mình có bầu một cái trưởng ban của Toàn cầu Tổng hội là về coi bà Trường Sa Bác đó, thì mình nên tiếp tục bầu những người phó ban hay không? Thì cái đề nghị đó là không nên đẩy cho Toàn cầu Tổng hội bầu. Ở đây không cần phải mất thời giờ bầu, nhưng mà ở đây một số người chống đối, cho nên họ muốn bầu luôn những người phụ tá đó. Về vấn đề cảm nang đó thì cũng một phần sôi nổi là ở đây là muốn bỏ và đặt vào cái hội thánh, cái cảm nang của giáo hội đó là cấp trên, tổ chức cấp trên đó, không có bị liên lụy với tài chính nợ nần của cấp cái tổ chức cấp dưới. Chẳng hạn nếu mà hội thánh có vấn đề gì, có ai kiện cáo vấn đề gì á, thì cái nợ nần của hội thánh không bị liên lụy đến địa hạt, hay là những kiện gì đến địa hạt thì không bị liên lụy đến liên hiệp hội. Cho nên họ đặt cái đó vào cái cẩm nang là điều rất quan trọng để thủy tuyên vong, để gìn giữ cái tổ chức của giáo hội của chúng ta. Nhưng mà điều đó vẫn chưa được thông qua và đã được refer back, tức là sẽ được cái executive committee xem xét lại. Rồi đúng. Và kính thưa quý vị, cũng trong ngày hôm đó thì ban tiến cử đã bình chọn được 9 người phó hội trưởng. Dạ đúng. Đồng thời họ cũng đã bình chọn được những tổng thư ký cũng như là phó tổng thủ quỹ của Toàn cầu Tổng hội. Okay. The country that I come from is Botswana. It's in southern Africa, right next to South Africa and Zimbabwe. Botswana. Chosen as a delegate to come and represent my church here. I'm just a lay person, I don't work in the church, but they saw something in me that encouraged them to choose me to come and represent my church. So we have 8 delegates from Botswana. We have North Botswana and South Botswana. So from North Botswana we have 2 delegates and I am one of those delegates. Chủ nhật ngày 27 tháng 6 tại Đại hội đồng Toàn cầu Tổng hội thì chúng ta có hai cái báo trình của hai tổng hội. Từ thứ nhất là tổng hội của Đông Trung Phi Châu cũng như là tổng hội Âu Á Châu. Kính thưa quý vị, tổng hội Đông Trung Phi Châu có tất cả là 10 nước và 3 nước điển hình đó là Somalia, Ethiopia và Kenya. Và ở tổng hội này đã có những cái chương trình truyền giảng như là sức khỏe, phụ nữ, và họ cũng tổ chức những lớp huấn luyện thanh niên để trở thành những nhà lãnh đạo cho tương lai. Qua phương pháp truyền giáo này thì tổng hội này đã phát triển tới có 11.000 nhà thờ và tín đồ gia tăng lên tới 2.5 triệu tín hữu. Có nghĩa rằng là mỗi 115 người thì có một người tín đồ. Quý vị thấy không? Tổng hội Đông Trung Phi Châu họ phát triển rất nhanh, phải không?
Tổng hội Âu Á Châu có tất cả là 12 nước và điển hình là các nước Georgia, Nga và Ukraine. Và ở Tổng hội Âu Á Châu thì mục tiêu chính đó là nói cho thế giới biết. Và để đạt được mục tiêu này thì họ đã đề ra 3 yếu tố. Thứ nhất là mỗi ngày đi với Chúa. Thứ hai là mỗi ngày truyền bá danh Chúa. Và thứ ba là mỗi ngày nương cậy vào năng lực của Chúa. Và cũng họ cũng đặt có mục tiêu lớn nữa là truyền bá bằng cách evangelism, nghĩa là tổ chức những chương trình truyền giảng lớn. Và họ cũng muốn bắt chước Thúy Tiên, họ muốn bắt chước theo cái công vụ các sứ đồ đó thời Tân Ước, là làm phốc baptem 3.000 người. Và họ muốn hứa nguyện, và họ đã làm được điều này nè, là mỗi tháng làm phốc baptem 3.000 người. Cho nên số tín đồ của họ gia tăng. Hiện bây giờ họ có 140.000 tín đồ ở trong Tổng hội Âu Á Châu. Và chẳng hạn nước Ukraine đó, Ukraine phải không? Đúng là mỗi 700, khoảng chừng 700 người đó thì có một người Cơ Đốc phục lâm. Cho nên cảm tạ Chúa, tổng hội này cũng có sự phát triển giống như những tổng hội khác. Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình thường thuật của chúng tôi qua các tổng hội.